Đời Minh mạo khởi tông từ bé đã hiển thành tụng niệm cảm ứng thiên, năm Mậu Ngọ đi thi hương hôn mê như đang nằm mộng, cảm thấy thần giúp sức viết xong ngân sách đỗ đạt trong kỳ thi hương nhưng rớt kỳ thi hội phải quay về. Ông phát nguyện viết chú giải thêm cho sách cảm ứng thiên, do vậy nghĩ tới chuyện hiếu sắc là chuyện hết sức tổn đức. Vì thế đối với điều kiến thà mỹ sắc, thấy sắc đẹp của kẻ khác đã chép đầy đủ các chuyện báo ứng. Người giúp chép lại là La Hiến Nhạc ở Nam Xương. Năm Tân Dậu, ông La được chọn vào học trường huyện. Đến tháng Giêng năm Mậu Thìn, ông La mộng thấy ba vị tiên. Một là cụ già, đầu bạc áo vàng đứng giữa, hai thiếu niên mặc áo tía đứng hầu hai bên. Ông cụ lấy ra một quyển sách nhìn thiếu niên bên trái bảo, người đọc đi. Người đứng bên trái đọc rõ ràng rất lâu, ông La trộm nghe. Thì ra là toàn bộ lời chú giải của ông Mạo đối với hai câu kiến thà mỹ sắc. Đọc xong ông cụ bảo, đáng thi đậu. Cụ xoay qua nhìn người đứng bên phải bảo, người hãy làm một bài thơ vịnh. Người ấy liền vịnh rằng: Tham tường chiết quế quảng hàn cung, tu tín tam thiên sắc thị không, khán phá thế gian mê nhãn tướng, bảng hoa nhất đáo mãn thành hồng. Cành quế cùng trần toàn muốn bẻ, phải tin trần thế sắc là không, nhìn thấu tướng nguy trong thế giới, bảng hoa nước tiếp khắp toàn thành. Ông là tỉnh giấc, gửi thư cho Mạo Khởi Tông, thuật cặn kẽ chuyện trong mộng bảo, ngài sẽ thi đậu nhưng hai chữ bảng hoa khó hiểu. Khi niềm yết kết quả khoa thi, quả nhiên ông Mạo đỗ cao. Về sau ở thư phòng của Trần Tông Cửu, ông Mạo thấy trong sách loại thư có chú giải về hai chữ bảng hoa như sau: Vào thời Đường khi bộ lễ yết bảng sẽ gọi những họ hiếm thấy là bảng hoa, họ Mạo do hiếm thấy, quả thật tương ứng với chữ bảng hoa. Họa dâm án, những chuyện mắc họa vì dâm. Lý Đăng đỗ giải nguyên lúc 18 tuổi, về sau đến tuổi 50 vẫn chẳng đỗ tiến sĩ. Đến chỗ Diệp Pháp Sư để nhờ sư hỏi nguyên nhân. Sư thư hỏi Văn Xương Đế Quân, Đế Quân sai thư lại cầm sổ đến chỉ rõ khi Lý Đăng sanh ra được Thượng Đế ban ấn ngọc định rằng 18 tuổi đậu giải nguyên, 19 tuổi sẽ đỗ trạng nguyên, 20 tuổi sẽ làm hữu thừa tướng. Chỉ vì sau khi thi đỗ giải nguyên ngấm ngầm dòm ngó chòng ghẹo gái hàng xóm, tuy chuyện tà hạnh không thành công, lại ngược ngạo kiếm cớ cáo giác khiến cho cha cô ta bị tù. Do chuyện này công danh bị chậm trễ 10 năm, thứ hạng từ trạng nguyên bị giáng xuống hạng nhị giác. Kế đó lại lấn chiếm nền nhà của anh mình dẫn tới chuyện kiện cáo, công danh lại bị chậm trễ 10 năm, thứ bậc đỗ đạt giáng xuống tam giác. Sau đó trong khách điếm tại Trường An lại làm chuyện dâm buôn với một người đàn bà nhà lành, công danh lại bị chậm trễ 10 năm. Nay lại lén lút tàng tiệu với con gái nhà hàng xóm, làm ác chẳng hối cải, tài lộc hoàn toàn bị tước sạch, sắp tới hạn kỳ chết rồi. Sư trở về thuật lại, ông Đăng xấu hổ hối hận mà chết. Nhận định Lý Đăng đáng gọi là kẻ tự chế tạo công cùng, lặp đi lặp lại vậy. Nếu sớm sanh lòng hối hận, tu đức để chuộc oan khiên, ắt sẽ đậu trạng nguyên làm tể tướng, có thể trả lại ngọc bích cho nước Triệu. Nếu chẳng vậy, lỡ làm quấy một lần, về sau chẳng tái phạm nữa, ắt đối với chuyện đỗ đạt hiển vinh hãy còn được hưởng một nửa. Trạng nguyên tể tướng là do trời đất vun bồi, do tổ tông tích lũy âm đức, nay vì một mình ông ta làm quấy mà bị tước sạch, phụ bạc ân đức của trời đất tổ tiên quá đỗi. Lại nữa, thú vui dâm tà so với khoa bảng chẳng bằng một phần vạn, thế mà đem đổi sự phú quý suốt cả một đời bằng niềm vui sướng trong chốc lát, há cũng chẳng phải là quá sức ngu muội ư? Ôi, người đỗ trạng nguyên sẽ làm tể tướng, trong mấy trăm năm chỉ thấy một hai người. Do tạo chuyện oan nghiệt ấy mất sạch chẳng còn sót gì, huống hồ vận mạng của người khác chẳng bằng một phần vạn Lý Đăng mà cùng tạo nghiệp giống như ông ta. Tuy sợ rằng vị thần trưởng quản tài lộc chưa chắc đã chỉ phạt thứ bậc đỗ đạt thấp hơn, lại còn kéo dài thời hạn để mong ông ta sửa đổi, nguy hiểm lắm thay. Những kẻ tài học, tài cao học rộng trong hiện tại, đến tận tuổi già vẫn nghèo, túng, khốn đốn, hãy nên tự xét những chuyện đã làm để xem có phải là đã phạm vào loại tội nghiệp này hay chăng. Từ sinh là con cháu nhà quan, tuổi trẻ đã nổi tiếng có tài do lén lút ngấp nghé sắc đẹp của gái hàng xóm, bèn dụ vợ mua chuộc để chèo kéo cô ta đến nhà thêu thùa, khiến cho cô ta thưởng qua lại. Một hôm sau khi Từ Sinh đã nấp dưới gầm giường, vợ giả vờ ra ngoài trông coi bếp núc. Từ Sinh cưỡng gian cô ta, chuyện lộ ra cha mẹ cô gái ấy ép cô ta tự tử. Sau đấy mỗi lần Từ Sinh vào trường thi
đều thấy cô gái ấy mặc quần áo dính máu đi đến, chẳng hề thi đậu, về sau bị loạn quân giết chết. Trường Minh Tam theo cha đến chỗ Trấn Nhậm ở vùng Quỳnh Nhai, thông gian với hai cô con gái viên quan chỉ huy sứ gần đó, lén mang hai cô gái vượt biển cho họ gấp rút đuổi theo. Minh Tam hết cách, đẩy hai cô gái xuống nước cho chết đuối. 10 năm sau, Minh Tam bị đau thắt lưng, đón thầy thuốc họ Tôn đến chữa trị, bệnh hơi bớt. Tối hôm ấy, ông Tôn mộng thấy hai cô gái lôi ông ta xuống nước bảo: "Thiếp vốn là người Quỳnh Nhai đến đòi mạng họ Trương, cớ sao ông ngăn trở chúng tôi báo thù?" Ông Tôn kinh hãi tỉnh lại, kể lại với Minh Tam. Minh Tam đấm ngực than thở: "Oan nghiệt đã tới rồi, ta nguy mất rồi." 1 tháng sau bèn chết. Lưu Nguyên Cử ở huyện Long Thư thuê một chiếc thuyền chở mình đi thi. Chủ thuyền có một cô con gái, họ Lưu mấy lần ve vãn nhưng không có dịp nào ra tay. Tới vòng thi thứ hai, họ Lưu ra khỏi trường thi rất sớm. Nhằm đúng lúc chủ thuyền vào chợ mua bán, bèn thông dâm với cô gái ấy. Đêm hôm ấy, cha mẹ của ông Lưu mộng thấy thần bảo cậu nhà lẽ ra đỗ đầu nhưng vì làm chuyện bất nghĩa, bảng trời đã xóa tên rồi. Đến khi yết bảng mới biết quan chủ khảo vốn đã tính lấy họ Lưu đỗ đầu, nhưng do thấy bài văn có chỗ phạm trường quy bèn loại bỏ. Họ Lưu hết sức hối hận, sau đấy suốt đời chẳng đỗ đạt gì. Ở huyện Thường Thục có một tay viên ngoại lang họ Tiền, cậy vào tiền tài thế lực ức hiếp kẻ khác. Trong làng có một phụ nữ xinh đẹp nhà nghèo, họ Tiền bèn cho chồng cô ta mượn tiền để buôn vải ở Lâm Thanh, hòng nhờ dịp đó tư thông với người vợ. Một hôm chồng cô ta ra khỏi cửa do thủy triều cạn không thể đi được, lại quay về thấy họ Tiền đang ôm vợ mình chè chén khoái trá. Chồng vừa thẹn vừa giận quay về thuyền, họ Tiền ngầm mưu tính với vợ anh ta, đến đêm sai người già làm cướp giết chết. Họ hàng biết chuyện thưa lên quan, đã nhận tội rồi, họ Tiền lại giải tiền bạc để chạy trọt thoát khỏi xử phạt. Vừa ra tới cửa thành, bỗng dưng giông tố ùa tới, hai kẻ đó đều bị sét đánh chết tươi. Nhận định đã dâm vợ lại còn giết chồng, thiên lý khó dung, oan hồn chẳng nguôi cừu hận được. Vì thế tùy con người mưu mô xảo quyệt, trời lẫn thần đều báo ứng. Thử xem hạng người như vậy mà được bình yên không bị báo ứng, trăm kẻ chẳng được một, cũng chẳng khác gì vung đao tự giết mình vậy. Đời mình Lục Trọng Tích sanh ra đã có tài lạ. Khi 17 tuổi theo thầy là ông Khâu lên sống ở Kinh Đô, nhà đối diện có một cô gái rất đẹp, hai người lén ngấp nghé nhau đều động tâm. Thầy xui, thành hoàng ở Kinh Đô thiêng nhất, ngươi hãy thử cầu khẩn may ra được thỏa nguyện. Bèn đến cầu khấn, đêm ấy chàng Lục mộng thấy mình và thầy đều bị thành hoàng truy bắt, của trách nặng nề. Thành hoàng sai thuộc hạ tra xét tài lộc địa vị, kiểm sổ sách thấy dưới tên họ Lục có ghi chú Đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn dưới tên họ Khâu chẳng có gì hết. Thần bảo ta sẽ tấu sớ lên thượng đế gạt bỏ tên ngươi khỏi sổ, rút ruột họ Khâu. Vừa mới tỉnh mộng, thằng hầu trong quán trọ gõ cửa báo tin Khâu tiên sinh bị nghẽn ruột xa đi chết mất rồi, sau này Trọng Tích nghèo hèn suốt đời. Đời Thành huyện Lệnh, huyện Túc Tùng ở Châu Duy Cao làm giám khảo trường thi khoa Kỷ Dậu ở Giang Nam, chấm đậu một quyển bài thi. Đến đêm nằm mộng thấy có người nói người này ẩn giấu điều ác chẳng thể cho đậu được, dùng tay viết một chữ dâm cho ông Châu thấy. Hỏi tường tận nguyên cớ, người ấy không đáp. Hôm sau ông Châu quên bẵng giấc mộng trên đây, đem quyển văn ấy chỉnh lên. Quan chủ khảo hết sức tán thưởng ý tứ mới lạ. Quan chủ khảo bỗng lấy bút xóa đi hai chữ hiểm trở trong bài văn. Ông Châu bẩm, trong quyển bài thi những chữ giống như vậy không ít, có lẽ chẳng nên xóa đi. Quan chủ khảo cũng hối tiếc bảo ông Châu tẩy nét đã gạch xóa. Đến khi xóa cho vết gạch bỏ, dấu mực đã thấm xuống mấy tầng giấy. Ông bỗng nhớ lại giấc mộng trước đó, bèn loại bỏ bài văn đó. Nhưng rốt cuộc ông Châu vẫn yêu mến bài văn ấy, đặc biệt giữ lại bài viết ấy, nhưng không biết tên họ người viết bài ấy. Viên giám khảo thuộc phòng ông Châu là Ngô Lý Thanh đã kể chuyện này. Trường Bảo làm tri phủ ở Thành Đô, thấy vợ của Lý Úy ở Hoa Dương xinh đẹp muốn tư thông, khéo sao Lý Úy do tham ô bị bại lộ. Ông Bảo thừa cơ đàn học, khiến cho ông Lý bị đẩy xuống Lãnh Nam. Ông ta chết trên đường đi. Ông Bảo mua chuộc mẹ Lý Úy để xin cưới, hết sức vui thú, bỗng dưng vợ bị bệnh. Thấy Lý Úy đứng bên cạnh bèn chết. Ông Bảo cũng nhiễm bệnh, mộng thấy vợ nói, Lý Úy đã thưa lên Thượng Đế sẽ bắt ông trong sớm tối, hãy nên ẩn nấp cho kín. Trước Bảo tỉnh giấc ghi nhớ trong lòng. Một tối đang ngồi, thấy trước dinh có người mặc áo,
có tay áo màu hồng vẫy gọi. Ông ta nghĩ là vợ của Lý Úy, bèn vội vàng chạy tới, thì ra là Lý Úy. Lý Úy ôm chặt Trương Bảo đấm đá, Trương Bảo miệng mũi đều xuất huyết mà chết. Đời Thành, tướng xanh họ Uông ở Phượng Dương, trong nhà có một cái ao nhỏ trồng sen còn chưa trổ hoa. Năm Kỷ Dậu 1669 thời Khang Hy, khi sắp đi thi, bỗng thấy trong ao nở một cặp hoa sen chung cuống. Cha mẹ hết sức vui mừng. Ban đêm chàng Uông dùng rượu quyến rũ nảy ép đứa tớ gái, vợ chẳng ngăn cản, bèn tư thông với nó. Sáng dậy nhìn hoa đã thấy gãy nát, cha mẹ hết sức tiếc hận. Uông sinh mộng thấy yết kiến Văn Xương đế quân, thấy tên mình được ghi trên bảng trời, bỗng bị đế quân gạch bỏ, ứa nước mắt lạnh lục van nài, ba lượt bị gạt xuống. Trong tâm biết là chuyện chẳng lành, nhưng kỳ thi đã tới, bèn gấp rút lên đường. Khi ấy quan giám khảo Giản Văn Tông chấm bài rất công bằng. Theo hạng ngày từ trước, phủ Phượng Dương được chọn đậu 3 người, tham dự kỳ thi lần này chỉ có 3 người, riêng mình chàng Uông thi rớt, thì cả 3 lần đều trượt, ứa nước mắt trở về. Đời Mình, tướng xanh họ Vương ở ấp Ngọc Sơn lấy vợ ngay trong lúc còn làm đám tang cho mẹ, ước định hết kỳ cúng thất sẽ làm lễ động phòng. Chàng Vương ngủ bên linh cữu, còn vợ ngủ trong phòng. Ban đêm nghe tiếng gõ cửa, đứa tớ gái thưa chàng rể đã tới. Vợ rước vào cùng ngủ với nhau, nghe trống điểm năm canh, người ấy bèn rời đi, bảo sợ người ngoài biết trách tội ta bất hiếu. Được mấy hôm người ấy lại hỏi đến của hồi môn, vợ đáp ngoài quần áo sắp sẵn mang theo còn có 80 lạng bạc cùng với châm vàng bông tai đều đặt trong chiếc dương nhỏ. Trống canh năm vừa điểm, người ấy bèn ôm đi không giao trả lại. Đợi đến lúc hết thất, chàng Vương bày tiệc rượu làm lễ thành hôn, nói chuyện với nhau, vợ mới biết đã bị kẻ giặc lừa gạt, dậm chân đau đớn khóc giống, thể chẳng muốn sống nữa, trở về thưa chuyện cùng cha mẹ rồi treo cổ chết. Tới khi an táng, chàng Vương đưa quan tài tới mộ, bỗng sấm chớp giao nhau giáng xuống, chụp lấy một người đưa tới quỳ trước quan tài, thì ra là anh họ của chàng Vương, hai tay ôm vòng vàng và bạc trắng vẫn quỳ, tuy đã bị sét đánh chết, thi thể tả tơi, cả ấp kinh hãi. Đấy là chuyện xảy ra vào năm Chánh Đức thứ 9, năm 1514. Trong niên hiệu Thuận Trị đời Thanh, có người họ Tiền ở huyện Gia Hưng, khi chưa đi thi, hồi dạy học tại nhà của một người nọ là dân trong làng. Người ấy có cô con gái 17 tuổi, nhằm lễ thanh minh, cả nhà đều đi tảo mộ cúng bái, chỉ để cô ta ở lại trong nhà. Họ Tiền bèn lén nút tàng tịu với cô ta, về sau bụng cô ta to dần. Cha mẹ cật vấn cô ta bèn thú thật, cha mẹ cô thấy họ Tiền còn chưa cưới, muốn gả tống gả tháo cô gái ấy đi để bưng bít chuyện xấu ấy, do vậy tìm đến họ Tiền để bàn bạc cặn kẽ. Họ Tiền cố ý ra vẻ giận dữ bảo, con gái mới người không ra gì muốn làm nhục kẻ khác hả? Cha mẹ cô ta căm phẫn, quay lại chửi với cô gái ấy bèn treo cổ tự tử. Về sau họ Tiền thường bỗng thấy cô ta ôm con đứng trước mặt. Sau khi thi đậu làm quan coi án ở Giai Ninh, khi đó do vùng Trấn Giang biến loạn, quan trên giao những kẻ theo giặc làm loạn cho họ Tiền thẩm tra. Về sau triều đình do xét thấy họ Tiền ăn hối lộ tha bổng cho những kẻ phản loạn đó, phán họ Tiền chịu án treo cổ. Ngay trong ngày triều đình xuống lệnh thi hành án, họ Tiền lại bỗng thấy cô gái ấy, dùng mảnh khăn hồng buộc cổ anh ta. Ngày hôm sau họ Tiền liền bị tử hình. Thử sinh nọ ở Sơn Đông, đêm trước ngày vào trường thi, đứa đầy tớ bỗng chết, bèn tạm để xác nó trong một căn phòng. Đến khi anh ta ra khỏi trường thi, đứa đầy tớ đã tỉnh lại kể, hôm qua tôi theo chủ nhân vào trường thi, nghe nói gia chủ đã được ghi tên đỗ hạng mấy. Lại thấy trước lều thi của những người thi đỗ đều có cờ hồng, gia chủ cũng có. Thử sinh hết sức mừng rỡ, đứa đầy tớ xin gia chủ sau khi thi đỗ sẽ cưới vợ cho nó. Thư sinh nói, ta sẽ cưới cho mày đứa con gái ở nhà đối diện có được không? Đứa đầy tớ khiêm nhượng thưa, không dám. Thư sinh nói, sau khi tao đã đậu còn sợ gì họ chẳng dâng lên chứ? Trong vòng thi thứ nhất, đứa đầy tớ lại chết. Khi sống lại, sắc mặt lộ vẻ giận, nói chủ nhân không đậu nổi đâu. Thư sinh kinh hãi hỏi nguyên cớ. Đầy tớ thưa, tôi thấy quan phủ điểm danh tới tên chủ nhân, bỗng nói gã ấy chưa đậu mà đã ngấp nghé tạo ác, sai người sửa lại thay tên họ Triệu vào, trước tên của chủ nhân đã không thấy có cờ hồng nữa. Thư sinh nửa tin nửa ngờ, khi yết bảng quả nhân họ Triệu đỗ hạng thứ mấy, đúng như lời đứa đầy tớ đã nói. Về sau hỏi ra mới biết, khi các vị giám khảo thâu nhận quyển văn trình lên chủ khảo, 7 bài văn sách của chàng thư sinh ấy đều trọn vẹn,
Nào ngờ khi chấm bài các quyển văn của chàng ta trong vòng thi thứ ba đều bị tàn lửa đèn đốt mất nửa trang, không thể trình lên chánh chủ khảo được. Do vậy bèn lấy những quyển lạc đề của chàng bù vào. Chàng thư sinh ấy buồn rầu hối hận chẳng thôi. Chuyện này do chính tiên sinh Tống Lệ Thường ở Lai Dương kể lại, do ông ta cùng làm với chàng thư sinh ấy nên không nói rõ tên. Đời mình có tiệm nhuộm ở huyện Nghi Hưng, chủ nhân là một quả phụ xinh đẹp tột bậc. Gã lái buôn gỗ trông thấy bèn yêu mến dụ dỗ đủ kiểu, rốt cuộc vẫn không thể chinh phục được. Vì thế lập mưu ban đêm quăng mấy cây gỗ vào nhà bà ta. Hôm sau thưa bà ta can tội trộm cắp, lại hối lộ quan lại trên dưới khiến cho bà ta hết sức khốn quẫn nhục nhã, mong bà ta sẽ phải theo mình. Trong nhà bà ta thành kính thờ Triệu Huyền Đàn, bèn khóc lóc bẩm báo. Đến đêm mộng thấy thần dạy, đã sai Hắc Hổ rồi. Không đầy mấy ngày gã thương gia vào núi mua gỗ, từ trong rừng cây một con cọp đen xông ra cắn đứt đầu đem đi. Đời Thanh Tường Xanh họ Chi ở Gia Thiện đi thị hương vào mùa thu năm Kỷ Dậu 1669, Triều Khang Hy trở về nói với người bạn họ Cố: tôi thần hồn hoảng hốt, dường như bị quỷ quấy nhiễu, muốn cậy vị tăng nọ để sám hối oan nghiệt xưa kia. Ông Cố nói rất nên, mời vị tăng cùng đến thăm ông Chi. Ông Chi chợt phát cuồng nói: tăng ngậm oan ba đời, nay mới hạ được ngươi. Vị tăng hỏi: có thù hận gì? Trả lời: đời trước ta là thuộc tướng của nó là chủ tướng. Nó thuộc họ Diêu, là họ có công lao hiển hách trong triều. Nó thấy vợ ta trẻ tuổi xinh đẹp, sai ta đem quân xuất chinh, bị vây hãm trong tử địa để mưu chiếm đoạt vợ ta. Vợ tự vẫn, một nhà cốt nhục chia lìa. Sau đó nó chết vì chuyện trung nghĩa, ta chưa thể báo thù được. Đời sau nó là bậc cao tăng, lại chẳng báo thù được. Đời thứ ba nó làm tể tướng, tận hết trách nhiệm, thần phước lộc bảo vệ nó, ta vẫn không trả thù được. Đời này lẽ ra nó đỗ đạt, đời này ta đã đợi suốt 30 năm, do gần đây nó phạm dâm nghiệp bị xóa tên trong sổ văn xương, nên ta mới ra tay được. Khi nói căm hận giận dữ không thôi, ông Cố bảo bán hãy nên cởi chớ nên buộc. Ban hồn đáp: nỗi hận của ta khó thể giải trừ được, chẳng thể dung tha nó. Rốt cuộc ông Chi điên cuồng mà chết. Thư sinh nọ ở Quý Châu đi thi nhiều lần chẳng đậu, cầu khẩn trương trần nhân dâng sớ xin xem thiền bảng. Thần phê rằng mạng người này đáng lẽ đỗ đạt do lén lút với người thím nên bị gạt bỏ. Trương Trần Nhân xuất định nói với thư sinh ấy. Thư sinh bảo không có chuyện đó, bèn dâng điệp biện bạch. Thần lại phê rằng tuy chẳng có chuyện ấy nhưng thật sự có cái tâm ấy. Thư sinh hối hận chẳng kịp, ấy là vì thuở trẻ thấy bà thím xinh đẹp ngẫu nhiên giấy động một niệm mà ra. Nghiêm Vũ thuở trẻ có hàng xóm là một vị tướng lãnh trong quân đội. Họ Nghiêm lén thấy con gái ông ta xinh đẹp, bèn dùng trăm kế dụ dỗ theo mình bỏ trốn. Vị tướng quân vào cung tâu lên vua, vua hạ chiếu truy bắt họ. Nghiêm Vũ sợ tội, thắt cổ cho nàng ta chết để hủy diệt tung tích. Đến khi mắc bệnh ở đất Thục Tứ Xuyên, thấy cô ta đến đòi mạng bảo: thiếp tuy mất nét chẳng hề phụ chàng, thế mà bị chàng giết chết, đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiếp đã tố cáo lên thượng đế, kỳ hạn là ngày mai. Quả nhiên rạng đông hôm sau họ Nghiêm chết ngất. Ở đất Giang Ninh có một sai dịch họ Lưu, có một phạm nhân mắc tội ngồi tù, cần phải dùng hơn 10 lạng bạc để chuộc tội thì mới được thả về. Phạm nhân cậy họ Lưu đến nhà mình bảo vợ bán con gái để chuộc tội. Họ Lưu liền đến bàn bạc với vợ người ấy. Do bà vợ khá xinh đẹp, họ Lưu muốn gian dâm. Bà vợ vì thấy tánh mạng của chồng cần phải nhờ cậy gã này che chở nên miễn cưỡng thuận theo. Sau đó bán con gái được 20 lạng bạc, giao hết cho họ Lưu làm chi phí chuộc tội. Họ Lưu cầm tiền tự xài chẳng giao nạp. Người vợ cứ nghĩ bạc đã nộp cho quan, chắc không lâu chồng sẽ trở về. Đợi mấy hôm chẳng có tin tức gì, bèn cậy một người trong họ dò hỏi. Nhân đó người ấy kể rõ nguyên do với phạm nhân. Phạm nhân biết chuyện gào khóc rồi chết. 10 ngày sau sai dịch họ Lưu hết rét lại sốt, tự nói: người đó đã kiện ta lên thần Đông Nhạc, tức khắc phải bị thẩm tra. Sau đấy nằm ngục cục xuống chiếu, rên xiết ai oán, tự nói đáng chết. Rồi lại nói do ta quen nói dối, phải dùng móc sắt kéo lưỡi. Trong khoảnh khắc lưỡi thẻ ra mấy tấc, tự cắn cho tan nát, huyết nhục đầm đìa mà chết. Họ Dương ở Túc Tùng là người có tiếng tăm trong trường, thờ phụng quan đế hết sức thành kính. Bàn đề mộng thấy quan đế ban cho cái ấn vuông, bèn nghĩ sẽ thi đỗ. Sau đó ở dưới lầu gian dâm con gái nhà lành, vào trường thi xong trở về nhà,
Lại bỗng thấy quan đế đòi lại ấn, họ Dương nói, ấn đã cho tôi rồi sao lại đòi lấy? Quan đế nói không chỉ là đòi ấn mà còn đòi mạng mày nữa. Chuyện dưới lầu đó vào tháng đó mày an lòng chưa? Chưa đầy một tháng cha con bọn họ đều chết giáo. Trong điện hiệu tránh nước đẩy mình, Phù Tú Tài ở Tứ Minh sau khi đã chết báo mộng cho con. Khi còn sống ta đã phạm luật cấm về gian dâm, ngày mai sẽ đầu thai làm con chó trong nhà Tạ Ngũ Lang ở phía Nam Thành. Hãy mau gấp làm chuyện lành sám hối cho ta. Nói xong một con quỷ buộc cổ lôi đi. Một quỷ tốt khác lấy tấm da trắng phủ lên đầu ông ta. Ông ta khóc lóc bi thương tập tễnh ra đi. Đứa con kinh hãi tỉnh mộng ngày hôm sau. Nhà họ Tạ quả nhiên có một con chó được sanh ra, toàn thân trắng muốt. Đứa con xin đổi lấy đem về nhà vì cha rộng làm các việc lành. Năm sáu năm sau, chó bỏ ăn mà chết. Hơn tháng sau, đứa A Hoàn bé trong nhà bỗng ngồi giữa nhà, nói to giống như dáng vẻ của Phù Tú Tài, gọi người nhà đến bảo, ta thật sự chưa từng phạm dâm. Do lúc 18 tuổi đi qua phòng chị dâu vừa mới rửa sạch trang điểm, làm rớt cái nhẫn xuống đất sai ta nhặt lên, do vậy ta hướng tình. Về sau chị dâu lại thường cùng ta cười nói, suýt nữa phá sạch lễ nghĩa. Rốt cuộc chị dâu bị bệnh chết, ta cảm thấy tinh thần rối loạn, năm sau cũng chết. Sau khi chết có quỷ trói dẫn đến dưới sân một tòa quan phủ, hai tay trống xuống đất đã thành hình dạng chó. Này nhờ ngươi làm việc thiện có công, đã xác trừ sạch nỗi oan nghiệt trước kia, sẽ sanh làm con thứ năm trong nhà thầy lang họ Triệu ở Sơn Đông, ta trở về nhà từ biệt. Nói xong đứa tiểu A Hoàng ngã lăn ra đất tỉnh lại. Họ Lữ ở Vân Giang là con nhà thế gia, mặc sức dâm dục. Tớ gái gia nhân đều bị ông ta thường ô nhục đến nỗi ngã bệnh. Về sau, con cái trai gái đều chết sạch. Vì chuyện trong giới quan trường mà bị tan nhà nát cửa, nhiều lần bị hạ ngục, tra tấn, tuổi trung niên chịu đủ mọi nỗi khốn khổ tột bậc, lạnh không có áo, đói chẳng có ăn, nhà không có được cái nóc rách, bệnh tật không có người chăm sóc. Đến lúc chết quan tài vẫn vải liệm đều không có. Quan tài lẫn vải liệm đều không có. Rồi bò khắp thân, người trông thấy không ai chẳng kinh sợ. Đời Thanh trong khoa thi năm Quý Dậu 1693 triều Khang Hy, một lẫm xanh ở Tùng Giang, vào trường thi thứ nhất vừa nhận quyển thi, bỗng thấy một con quỷ theo vào trường thi khóc lóc ầm ĩ suốt đêm, cả trường thi đều bất an. Đến chiều hôm sau, lẫm xanh ấy vừa viết xong bản nháp bài văn sách cho vòng thi thứ ba, quỷ xông vào nắm cổ anh ta. Vì thế kêu gào những các thí sinh ở các lều gần đó cứu mạng. Anh ta khóc lóc nói, năm nọ tôi đến đất sở Hồ Nam do ưa thích một người con gái và hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. Cô ta vui thích bèn tư thông, lại còn tặng tiền bạc cho tôi, dẫn về nhà. Vợ tôi chẳng dung, bị chết. Này cô ta đã tới, tôi không thể sống nổi nữa. Các thí sinh ở lều bên cạnh mềm mỏng an ủi. Một lúc sau, nghe lẫm xanh ở trong lều van đơn xin tha mạng. Lâu sau tiếng kêu im bặt, họ bèn gọi người trông nom lều thi đốt đuốc, thấy lẫm xanh ấy dùng sợi tơ đỏ buộc ở đuôi bút để treo bút, tự buộc vào cổ mình đã nghẹt thở mà chết. Nhận định, sách Nam Lăng đơn quế tịch ghi, do tư thông với một người nữ ác sẽ đến nỗi vào trường thi mà chết, lại còn ác khiến các ấy tự nói nguyên cớ gây ra cái chết, lại còn ác khiến cho sĩ tử cả trường đều biết nguyên do bị chết. Trời cao hiển thị sự báo ứng do dâm, gian nhắc tột bậc sâu xa, sát sao vậy? Vào đời mình, tại Kinh Khê có hai người chơi với nhau khá thân. Một người giàu có, người kia nghèo túng. Do vợ người nghèo xinh đẹp, gã giàu liền lập mưu bảo bạn. Có một nhà giàu nọ, anh có thể đến đó làm thuê. Anh nghèo nghe lời cùng bạn chuẩn bị thuyền để chở theo vợ cùng đi. Đến Chỉ Sơn, gã giàu bảo, để vợ anh ở lại trông thuyền, tôi với anh đi trước hỏi thăm. Dẫn bạn vào rừng rút rìu, dắt sẵn sau lưng chém chết. Hắn giả vờ khóc lóc xuống núi bảo vợ bạn, chồng chị bị cọp vồ chết rồi. Người vợ khóc ầm lên theo hắn lên núi tìm xác chồng. Hắn dẫn vào chỗ núi sâu ôm chặt lấy cô ta, đòi thỏa dâm. Người vợ không chịu, chợt có cọp xông ra, cắn gã giàu lôi đi. Người vợ kinh hãi bỏ chạy cho là chồng đã gửi thây trong miệng cọp rồi, buồn hận khôn khuây. Bỗng thấy một người từ xa khóc lóc đi tới. Hóa ra người vừa tới ấy chính là chồng mình, đôi bên kể lại sự tình. Chuyện buồn thành vui quay về. Ở Dư Hàng, có người họ Trương sang Kim Lăng buôn bán ở trong quán trọ.
Có người đàn bà nói mình sống gần đó, tằng tịu với họ Trương. Lâu sau họ Trương nhận thấy láng giềng sống quanh đó không có người đàn bà ấy. Do nghi ngờ bèn cật vấn, người đàn bà đáp: "Thật ra tôi có chuyện cần nhờ vả, tôi chẳng phải là người. Có một người tên là Dương Xu, chẳng phải là người cùng làng với ông hay sao?" "Đúng vậy," người đàn bà dậm chân nghiến răng nói, "thằng đó bội bạc lắm, thiếp chính là kỹ nữ, tuổi trẻ gian díu với thằng Dương. Họ nó hết sức chiều chuộng thiếp, không gì chẳng chăm sóc hết mực, ước hẹn thề nguyền sẽ đón thiếp về nhà sống chết cùng nhau. Thiếp chút hết của cải dành dụm đưa cho nó, bền lòng giữ mình theo lời hẹn, đã lâu mà chẳng có tâm hơi gì. Nghe nói nó đã lấy người khác rồi, vì thế nuốt hận mà chết. Quán trọ này chính là chỗ ở cũ của thiếp, muốn đi theo thuyền của ông để xem vợ mới của thằng Dương như thế nào." Ông Trương đồng ý, đã đến nơi và ta từ biệt ông Trương, tìm tới nhà họ Dương. Do mừng sinh nhật, họ Dương tấu nhạc, mở tiệc đãi đằng khách khứa, bỗng chết đột ngột. Bà vợ do hắn cưới cũng mắc bệnh nguy kịch gần chết. Ông Trương nghe chuyện hết sức kinh hãi. Trương An Quốc có tài văn chương, nhưng hạnh kiểm tệ hại, gian dâm một cô gái hàng xóm, khiến cho cô ấy chết ngang trái. Về sau hắn đi thi, quan chủ khảo thích thú văn tài, toàn chọn hắn đỗ đầu. Chợt nghe trên không trung có tiếng quát: "Há có kẻ dâm đãng hại người lại được đỗ đầu bảng à?" Quan tránh chủ khảo bỗng té nhào xuống đất. Đến khi tỉnh lại, đứng lên thì thấy quyển bài thi ấy đã bị xé rách tàn nát. Sau khi yết bảng, quan tránh chủ khảo để gọi An Quốc kể chuyện này. An Quốc hổ thẹn mà chết. Chàng họ La ở Kiến Xương do nhà nghèo chẳng thể cưới vợ. Mẹ anh ta bèn cải giá với ông Giang để có tiền cưới Trường Thị. Chàng La thấy mẹ hy sinh như vậy, chẳng nỡ lòng ngủ chung với vợ. Trường Thị dò biết, bèn tháo châm cải bông tai, quần áo đưa cho chồng chuộc mẹ về. Chồng vui mừng chạy đến nói với mẹ, do trời đã tối bèn ngủ lại. Nào ngờ con trai vợ trước của ông Giang là Giang Thật đã lén nghe được trong đêm giả vờ là chàng La gõ cửa, xông vào nhà vơ vét mọi vật, lại còn đòi ân ái. Trương Thị không biết kẻ đó là giả, Giang Thật bèn ôm hết cuộc cải bỏ đi. Cho đến bình minh chồng quay về, Trương Thị mới biết đã mắc lừa, xấu hổ ân hận, bèn treo cổ chết. Chồng sắm sửa quan tài đổ liệm, đưa linh cữu vợ ra ngoại thành, chợt sấm sét cùng nhau giáng xuống, sét đánh chết một người, tay còn ôm châm, bông tai, quần áo quỳ trước quan tài, lưng viết bốn chữ Gian Tặc, Giang Thật. Quan tài gỗ vỡ vụn, Trương Thị đứng bên đường thấy chồng bèn hỏi: "Chuyện này là sao?" Thuật rõ mọi chuyện xong, vợ chồng díu nhau trở về, cha ghẻ là Giang Triều cũng cảm động khóc lóc, do vậy mời vợ chồng chàng La về ở chung. Đời mình ở Tấn Giang có Hứa Triệu Hình, Đỗ cử nhân nằm mậu ngọ, trên đường đến bái yết vị chủ khảo của mình, ngẫu nhiên đi qua một ni am, do mê thích một ni cô trẻ tuổi, bèn cậy thế cưỡng bức làm nhục cô ta, ngày hôm sau cũng tự cắn lưỡi đứt làm hai đoạn mà chết. Gã ích ở người ở Diên Sơn mê thích sắc đẹp của vợ người hàng xóm dụ dỗ, nhưng cô ta không thuận theo. Nhằm lúc chồng cô ta ngã bệnh, trời đổ mưa to, sấm sét ầm ĩ, bèn khoác áo hoa có hai cánh diều nhảy vào nhà hàng xóm, vùng trùy sát giết chết người chồng rồi lại nhảy tường trở ra. Mọi người đều tưởng là sét đánh chết người chồng. Sau đấy gã đó cậy mai mối xin cưới người vợ quá. Người vợ do nghèo túng bèn cải giá, vợ chồng ân ái hết mực. Một hôm vợ sắp xếp Dương thắc mắc quần áo may kiểu gì mà lạ thế. Chồng nhân đó cởi cợt nói rõ chuyện. Vợ giả vờ cười nói đợi lúc chồng đi vắng, bèn ôm áo cánh diều lên báo quan. Quan phán tội treo cổ. Ngày xử rào, sấm sét ở Mỹ, gã đó đầu một nơi thân một nẻo, tứ chi đứt lìa. Tường xanh Quách Hành ở Giang Ninh, năm kỷ mão vào trường thi, khi chưa yết bảng, người bạn là Dương Sinh nói: "Gần đây tôi làm phán quan cho âm phủ, biết ông đáng lẽ đậu hạng 57. Trong nhà ông có một đứa tớ gái bị ông cưỡng ép làm tiểu thiếp, nó uất ức nên đã chết. Nó đã nhiều lần tố cáo ông dưới cõi âm, vì lẽ này tên ông đã bị gạt bỏ." Chàng Quách thoạt nghe không tin, đến trường nhận lại quyển thi mới thấy giám khảo đã xếp bài văn của mình vào loại trình lên chủ khảo, mới hối hận vô cùng. Quách Hành cả đời trung hậu, chỉ vì vô ý chuyện này cả đời thất vọng, nhận định xét theo công quá cách ép tớ gái làm thiếp phạm 30 lỗi, đó là đặc biệt nói theo lý, chứ nếu xét theo tình châm trước thế sẽ là tội lỗi vô cùng. Bởi lẽ nam nữ kết hôn dẫu nghèo hèn đều mong sướng nguyện, cưỡng ép trở thành thiếp
tức là đã trái với ý nguyện của họ mà cũng là chuyện khó chịu đựng nhất. Thường có những trường hợp vợ trẻ đẹp phải hầu hạ chồng già khú đế, hoặc người dịu dàng mềm mỏng, gặp vợ cả hung tợn ghen tuông sẽ ngậm hờn nuốt oán, uất ức mong chết cho rành. Kẻ gặp những nỗi khổ ấy thật là đáng thương, suy xét nguồn cơn đều là do một kẻ không thể chế ngự lòng dục mà ra. Trong đám thề thiết nói xấu, chửi bới, tranh chấp với nhau, chuyện trong chốn buồng the xấu xa như bẩn không thể che giấu, tai họa chẳng phải là một mối. Con người nếu chẳng phải là chuyện muôn phần bất đắc dĩ, hãy thận trọng, đừng tạo nỗi oan nghiệt vô cùng ấy. Vương Cẩn Chánh ở Trừ Dương thông gian với người đàn bà hàng xóm đã ước hẹn cùng nhau bỏ trốn, do vậy bà ta bèn giết chồng. Cẩn Chánh nghe chuyện sợ quá, liền một mình trốn tới huyện Giang Sơn cách đó 70 dặm, ngỡ là đã có thể thoát họa. Đói bụng vào quán cơm, chủ quán dọn cơm cho hai người ăn. Cẩn Chánh hỏi nguyên do, chủ quán bảo chẳng lẽ người đầu bù tóc rối đi theo ông không phải là người ư? Cẩn Chánh kinh hãi, biết là oán quỷ đi theo mình, liền đến cửa quan tự thú. Nam nữ đều phải đền tội. Ở Dự Trương có một cặp song sinh tướng mạo và tiếng nói giống hệt như nhau. Từ lúc còn ấm ngửa cho tới lúc 30 tuổi, những chuyện gặp gỡ được mất đều y hệt như nhau. Lúc 31 tuổi do đi thi anh em lên tỉnh, một phụ nữ ở gần đó quá chồng xinh đẹp quyến rũ người anh. Người anh nghiêm mặt cự tuyệt, lại còn đem chuyện ấy răn nhắc đứa em. Đứa em giả vờ vâng dạ nhưng lén nút gian xíu với người đàn bà ấy. Thoạt đầu bà ta chẳng biết đó là người em, đôi bên tình cảm sâu đậm. Do vậy, ước hẹn với bà ta, nếu ta thi đậu ắt sẽ cưới nàng. Đến khi yết bảng, anh đậu em rớt, người em lại gạt bà ta, đợi ta đỗ ông nghè xong sẽ cưới nàng, lại còn than thở thiếu hụt tiền chi dụng. Bà ta dốc hết tiền bạc dành dụm trao cho. Mùa xuân người anh đỗ kỳ thi đình, bà ta sớm chiều mong ngóng, chẳng thấy tin tức gì, quất ức thành bệnh. Ngầm gửi thư cho người anh, không lâu sau bà ta chết. Người anh nhận được thư kinh hãi vặn hỏi đứa em. Người em cúi đầu thừa nhận đã lừa tình. Năm sau con trai của người em bị chết, con trai của người anh không sao, người em khóc lóc không ngừng, hai mắt bỗng mù hẳn, không lâu sau cũng chết. Người anh quyền cao tước trọng, đông con lắm cháu, có thể nói là hưởng phước trọn vẹn. Nhận định, con người thường là khi họa họa xảy tới, chẳng thể đổ thừa hết cho số mạng được, hãy nên kinh sợ, tự xét hành vi trong thường nhật, xem đã chất tạo nỗi oan nghiệp nào mà dẫn đến nông nỗi hiện thời, tự trách sâu xa, sửa lỗi đổi mới, hòng có thể vãn hồi sự chút giận của thần minh. Nếu không cũng sẽ giống như người em ở Dự Trương đó thôi. Thư Sinh Ích ở Duy Dương vừa viết xong một quyển dâm thư, bỗng thấy thần của trách, tỉnh giấc bèn tự hối, liền thôi không viết nữa. Về sau do con thơ nhà nghèo vẫn lấy ra đem in, chẳng lâu sau mắt mù, tay xanh ghẻ độc, năm ngón tay đều co quắp mà chết. Thì Nại Am viết bộ Thủy Hử, trong ấy miêu tả những chuyện gian dâm, cướp bóc sống động như vẽ, con cháu ba đời bị câm. Năm Bính Ngọ 1666, đời Khang Hy nhà Thanh, tại một huyện thuộc Duyện Châu, có Trịnh Sinh là người đẹp trai phong nhã giỏi văn chương, mê thích con gái của người cậu vừa đẹp vừa hiền thục xin cưới. Người cậu chẳng chấp thuận vì đã nhận sính lễ của nhà họ Tiêu ở ấp bên cạnh. Do chú rể bị bệnh nên cả năm chưa xuất giá. Trịnh Sinh mua chuộc tớ gái của cô ấy, lấy được đôi hài dùng khi đi ngủ và túi thơm của cô ta. Trịnh Sinh thường dắt theo phe với họ nội của chàng Tiêu, bảo cô gái ấy và mình có tư tình. Ấy là vì muốn lập kế cho chàng Tiêu biết đến ác sẽ ly hôn. Khi đã bị ly hôn, cô em họ bị mang tiếng, chẳng có ai muốn lấy. Sau đấy Trịnh Sinh sẽ có thể xin cưới được. Chàng Tiêu biết chuyện nửa tin nửa ngờ, sai người đến hạch hỏi mẹ cô ta. Cô gái nghe những lời báng bổ phẫn hận, không thể kiềm chế nổi, vùng dao sắc tự tử. Cha cô ta kiện lên quan, vị chủ ấp là ông Ích tính tình công chánh cương nghị, bắt Trịnh Sinh lên tra hỏi, vạch trần sự thật, Trịnh Sinh bị phán xử tử. Nhận định đời đường cô con gái người dì của Nguyên Trần là Thôi Oanh Oanh, vốn là tuyệt thế gia nhân, Trần cố công xin cưới nhưng bà Thôi vốn muốn gả Oanh Oanh cho cháu là Trịnh Hằng, chẳng được toại ý, Nguyên Trần hết sức phẫn hận, do vậy viết bộ Hội Trần Ký để bêu xấu, đổi tên Thôi Oanh Oanh, viết những bài thơ sướng họa lưu truyền trong cõi đời, khiến cho ngọc trắng không tỉ vết bị lấm lem muôn đời. So với Trịnh Sinh, tội ấy càng nặng hơn nữa. Về sau Nguyên Trần mắc quả báo lửa xét đốt thây, há cũng chẳng thích đáng ư? Một thư sinh ở Giang Nam, văn chương hài khéo nhưng tính
truyền thích bàn chuyện buồng the của kẻ khác. Năm Kỷ Dậu đi thi hội, đến khi vào tam trường, lúc được bàn đuốc, bỗng dưng thấy trên quyển văn của mình có bốn chữ háo, đàm, khuê, khổn, ham bàn chuyện buồng the. Chàng vội vàng lấy tay xóa đi, khi kiểm lại sửa lỗi, thấy phía sau quyển thi đã bị trả nát. Khi khảo quan dùng bút son chấm bài, thấy bài bài văn do anh ta đã viết hết sức hay khéo. Thấy tính lấy anh ta đỗ đầu, nhưng vì không có bài nộp cho vòng thi thứ ba, chẳng thể chấm đậu. Từ đấy chàng thư sinh suốt đời lận đận, chẳng đỗ đạt gì.